Hôm nay thì em xin chia sẻ cách làm trà tắc nha mọi người. Thì để làm trà tắc, công thức này là công thức kinh doanh. Đây là cái tắc mà mình mua về á, thì nó sẽ có là tắc chín và tắc sống. Cho nên là mọi người sẽ mình sẽ ép cái tắc này ra, rồi mình sẽ đi làm cái syrup tắc nha mọi người. Tắc mua về thì mình rửa sạch, sau đó thì mình sẽ cắt ra. Tại vì tắc của mình mua nó có trái chín trái sống cho nên là mình phải làm cái syrup tắc, chứ nếu mà không á, thì mình có thể mình pha tươi cũng được. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của em thì em làm như thế này em thấy là cái công thức này nó ngon nha mọi người. Đó thì cái tắc sau khi mà mình ép ra nè, đó mình ép cái tắc ra được như thế này. Sau khi ép ra thì mình cũng nhớ là mình sẽ lọc lại cho nó sạch nha mọi người. Tại vì những cái hạt của tắc á, nó sẽ làm cho tắc nó mình của biển của mình bị đắng á, cho nên là mình phải lọc ra nha. Và đây là 2 ca tắc mà em đã ép ra dùng để bán nè mọi người. Tiếp theo là mình sẽ đi nấu nước đường. Công thức nước đường em cũng sẽ ghim lên màn hình và mọi người ghi lại giùm em nha. Mình cho nước, khi mình nước mình nấu thật sôi rồi mình cho đường thì mình không được dùng muỗng hay là thìa gì hết để mình quậy nha. Mình để cho nó tan tự nhiên và mình lắc đều cái nồi thôi. Và đây là cái nước đường sau khi đã nấu xong. Thì tiếp theo là mình sẽ đi làm cái syrup tắc nha mọi người. Mình sẽ cho cái nước tắc vô và mình sẽ cho đường. Đó, mình cho đường với lại nước tắc. Mình sẽ trộn đều hết lại nha mọi người. Đó, mình trộn đều cái đường với lại cái tắc cho nó tan ra hết luôn nha. Sau khi mà mình trộn đường với lại tắc cho nó tan đều hết rồi á, thì mình sẽ cho cái nước đường nha mọi người. Thì cái nước đường mà lúc nãy em có chỉ cách nấu rồi đó, đó là nước đường pha chế nha mọi người. Đó, mình sẽ cho cái nước đường vô và mình cũng trộn cho đều hết luôn. Thì cái cốt tắc này là mình sẽ là mình để trong ngăn mát nha mọi người. Đó, mình sẽ quậy đều hết. Rồi, tắc sau khi mà mình trộn cho nó đều, nó tan hết rồi thì mình sẽ lọc lại một lần nữa nha mọi người. Đó, mình sẽ lọc lại và mình sẽ pha trà. Ở đây mình sẽ kết hợp 3 loại trà luôn. Thứ nhất là em sẽ pha hồng trà nha mọi người. Hồng trà mình sử dụng trà nào cũng được nha. Thì em sẽ sử dụng là 100ml cốt trà, 30ml cái syrup tắc và 30ml nước đường. Nước đường mà lúc nãy em đã có chia sẻ cách làm rồi đó mọi người. Tùy mình, tùy khẩu vị của mình có thể kết hợp là 30 hoặc là 50ml đường cũng được nha mọi người. Và mình cho đá vô và mình sủi cho nó tan, nó lạnh á, trà lạnh thì nó sẽ ngon hơn nha. Rồi mình sẽ kết hợp thêm một cái loại trà tắc khác nữa là cái trà tắc thái xanh nha mọi người. Trà thái xanh tắc thì hôm bữa em cũng đã có chia sẻ rồi, nhưng mà mọi người tìm mua cái syrup tắc của Thái á, nó rất là khó, cho nên em chia sẻ cách làm này, công thức này và ok nha mọi người, ngon, mọi người thử làm đi. Đó, mình cũng sử dụng là 100ml cốt trà Thái và mình sẽ sử dụng là 30ml cốt tắc syrup tắc này và 30 đến 50ml nước đường. Rồi tiếp theo là em pha 1 ly lục trà tắc luôn, cũng vẫn công thức là 100 trà, 30ml cốt tắc syrup tắc và 3 đến 50ml nước đường. Đó, tùy cái khẩu vị mình có gia giảm được là 30 hoặc 50, mọi người gia giảm nha. Và đây là thành quả 3 cái ly trà tắc mà em sử dụng cái syrup tắc này để pha đây mọi người.
ngon nha mọi người thử đi. Đây là cái công thức mà em nghĩ nó là khá là ngon để mọi người có thể là mình kinh doanh. Những bạn mới vào nghề á thì mình tham khảo và mình về mình thực hành, mình làm theo. Rồi mình gia giảm thì mình bán theo cái khu vực của mình. Cái khu vực của mình thích ngọt nhiều hay là chua nhiều gì đó, mình phải theo ý khách hàng nữa, chứ không phải là mình theo cái công thức của em không, mà mình phải theo cái khu vực của mình nữa nha mọi người. Đó, và đây là cái thành quả 3 ly trà tắc mà em có sự kết hợp sử dụng chung cho một loại syrup, đó là syrup tắc nha mọi người. Và em test thử thật sự luôn, ba cái ly này thật sự rất là ngon. Đó thì em chia sẻ để những bạn mới vào nghề và những bạn có thể là đang kinh doanh và muốn bổ sung thêm một cái công thức mới cho quán mình, mình có thể áp dụng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xem kênh hay nè thì mọi người nhớ đăng ký kênh của em nè, và nhấn like, nhấn chia sẻ, và mình nhấn cái chuông để khi em ra clip mọi người xem liền. Thì hầu như là nay em sẽ ra clip thường xuyên về pha chế, về nước ép, về chè, tất cả đều có nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.